Trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ vợ. Anh Lê Long Thành 40 tuổi và chị Nguyễn Thị Thu Hằng 32 tuổi đã về chung một nhà được 4 năm, hiện có một bé gái và chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Cách đây 2 năm, câu chuyện tình nữ giám đốc cầu hôn anh shipper 20 lần mới thành công của anh chị được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Sau khi kết hôn, anh Thành và vợ cùng nhau phát triển công việc kinh doanh. Tuy nhiên, chị Hằng là người làm chính, còn anh Thành lùi một bước, dành nhiều thời gian để nội trợ, thu vén nhà cửa, chăm sóc con cái và rất hạnh phúc với việc này. Chị Hằng quản lý toàn bộ tiền bạc, chi tiêu trong gia đình và chỉ đưa thẻ cho chồng, muốn mua gì thì quẹt thẻ. Đa số anh Thành dùng thẻ để đi siêu thị mua sắm đồ ăn, đồ dùng gia đình, đồ cho con chứ không chi tiêu cho bản thân. Việc sắm sửa quần áo, đồ dùng cá nhân của anh đều do vợ mua hết. Nếu muốn mua quà tặng vợ, anh Thành sẽ đi mượn tiền của nhân viên. Sau đó, anh gửi lại cho vợ danh sách mình đã mượn những ai và chị Hằng trả cho mọi người. Ngay cả tiền ăn sáng, uống cà phê ở tiệm gần nhà, anh Thành cũng ghi sổ để vợ ra trả. Nói chung, trong nhà việc lớn việc nhỏ bà xã đều quyết định hết, anh Thành chỉ biết mỗi việc cho con uống sữa gì, dùng tã loại nào mà thôi. Tâm sự về cuộc sống hôn nhân, anh Thành cho biết bản thân rất sợ vợ, trời không không sợ, đất không sợ, chỉ sợ vợ. Vợ mình cũng hiền nhưng mà không hiểu sao cô ấy có năng lực dữ dội lắm. Chỉ cần vợ gọi một cái là mình phải có mặt, vợ liếc mắt là sợ luôn. Hai vợ chồng kinh doanh chung, tiền là tiền chung. Mình thấy vợ không có trong phòng nên mở ngăn kéo ra lấy tiền, cũng không lấy nhiều đâu, chỉ khoảng 500 nghìn, 1 triệu đồng để đi uống cà phê thôi. Thế mà vừa mở ngăn kéo ra, nghe thấy tiếng vợ vào, mình sợ hết hồn, bỏ chạy không kịp đóng ngăn kéo lại luôn. Cảm giác như mình đi ăn tê, rộn tiền của chính mình, anh Thành kể. Mặc dù kể câu chuyện sợ vợ một phép, nhưng thực tế trong ánh mắt và mỗi lời nói của anh Thành đều thể hiện sự yêu thương vợ con, luôn muốn đem lại niềm vui cho gia đình nhỏ của mình. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã xem video Hiền Diệp chia sẻ. Hãy để lại lời bình luận cũng như là like và share, nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.